Quý anh chị thân mến, hội tụ những giá trị trải nghiệm khác biệt như Chí Thuận vừa chia sẻ ở phần mở đầu. Dự án Takashi Ocean Suite Kỳ Co không chỉ mở ra không gian nghỉ dưỡng lý tưởng ven biển, mà còn là nơi vui chơi, giải trí sôi động theo phong cách Nhật đầy mới mẻ, thu hút sự khám phá cùng với những điều thú vị nhất về đất nước Nhật Bản. Và trước mắt quý vị đang nhìn thấy đó chính là sa bàn của dự án Takashi Ocean Suite Kỳ Co với quy mô 8,3 hectare với các mặt tiếp giáp thuận lợi vượt bậc. Bên trái giáp công viên cây xanh 7,4 hectare, bên phải giáp khu nghỉ dưỡng cao cấp, phía trước là quảng trường biển, bên trong dự án là hơn 100 tiện ích nội khu. Và đầu tiên, ngay từ khi bước vào khu đô thị, quý vị sẽ được đến với con đường trải nghiệm và chiêm ngưỡng nhiều công trình thiết kế vô cùng độc đáo, ấn tượng với công viên thung lũng xanh, diện tích lên đến 74.000 m², tương đương với 10 sân vận động, đặc biệt là thiết kế với hai mặt đối lập tĩnh và động, cân bằng, rất phù hợp theo triết lý sống sâu sắc của người Nhật Bản. Còn bây giờ thì hãy cùng với Chí Thuận bắt đầu hành trình từ quốc lộ 19B. Chào đón quý vị sẽ là một hồ sen thật yên bình và tĩnh lặng. Đối diện của hồ sen sẽ là đồi ước nguyện, ở hai bên đường là đồi hoa anh đào. Khu vực giúp quý vị có những phút giây thư giãn, ngắm hoa. Đi qua đồi hoa anh đào thì chúng ta cùng nhau hướng đến con đường Torii với những chiếc cổng Torii đỏ rực. Và con đường tre, giữa hàng tre thẳng tắp rì rào trong gió. Vừa rồi là cảnh quan phần tĩnh, còn bây giờ là phần động của công viên. Như Chí Thuận đã giới thiệu, ngay gần cuối mặt tiếp giáp với trục đường là khu dịch vụ và quảng trường sự kiện. Đây sẽ là nơi tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế, các chương trình biểu diễn nghệ thuật sôi động, hoành tráng, thu hút du khách trong và ngoài nước. Tiếp đến sẽ là khu F&B và khu vui chơi Sasuke dành cho trẻ em. Ngoài ra nơi đây còn hiện hữu các tiện ích đa dạng, chúc quý vị có thể tận hưởng không gian văn hóa đặc sắc như làng ninja, đồi cỏ lâu, quảng trường cá coi và khu trà đạo. Đặc biệt là Takashi Ocean Suite Kỳ Co còn mang đến cho quý vị những công trình điểm nhấn ấn tượng như cổng Torii, đồi diều cá chép, con đường đèn lồng, mèo may mắn với kích thước kỷ lục. Và để khám phá phần hấp dẫn nhất, chúng ta hãy cùng đi tiếp đến trái tim của dự án. Và Chí Thuận cũng xin bật mí thêm, đây là dự án lấy cảm hứng từ 4 thành phố lớn của Nhật Bản: Sapporo, Kyoto, Osaka và Tokyo. Được tập đoàn Danh Khôi hợp tác với đơn vị design Kume nổi tiếng trong việc thiết kế các không gian sống mang đậm phong cách Nhật Bản, tối giản, sang trọng và ấn tượng với nét đặc trưng theo 4 mùa: xuân, hạ, thu và đông. Và trong thời gian sắp tới thì tập đoàn Danh Khôi sẽ ra mắt 3 tòa tháp đầu tiên của khu Sapporo. Phương khu mang thành phố tuyết đến với thiên đường nhiệt đới Quy Nhơn, nằm ngay vị trí đắc địa nhất của toàn dự án. Như quý vị có thể thấy, phương khu Sapporo tận hưởng tất cả các tiện ích của tổng khu Takashi Ocean Suite Kỳ Co. Ý tưởng thiết kế mô phỏng theo thành phố tuyết Sapporo của Nhật Bản, được tối ưu hóa tầm nhìn hướng biển với 39 tầng và 6 tòa tháp. Tập đoàn Danh Khôi đang chuẩn bị cho ra mắt 3 tòa tháp đầu tiên. Phương khu Sapporo có vị trí vô cùng nổi bật, mặt hướng biển là phố hải sản với không gian tấp nập của một vùng biển năng động. Mặt hướng công viên là thung lũng xanh với phố bia, giúp quý vị có thể tận hưởng các tiện ích giải trí. Hai mặt còn lại hướng vào đại lộ ánh sáng Hikari và đại lộ đón gió Kaze. Đây là hai trục đại lộ chính của toàn khu với giao điểm kết nối là giao lộ Shibuya. Các căn hộ của tòa Sapporo đều có ban công kính, tạo sự thoáng đãng và thu hút khí trời thiên nhiên một cách tối ưu nhất. Ngoài ra, để mở ra không gian mua sắm, ẩm thực sôi động, các tòa nhà của Sapporo còn dành riêng tầng 1 và tầng 2 cho các trung tâm thương mại, shop house, khu vui chơi mua sắm, ăn uống, giải trí. Riêng tầng 6 là khu vực thiết kế với hồ bơi vô cực, phòng tập gym, BBQ theo phong cách Nhật Bản, đặc biệt là tầng 20. Với thiết kế vườn thiền trên không, có thể đón bình minh đẹp nhất, hưởng chọn không gian bình yên, đưa con người hòa bình với thiên nhiên theo phong thái của Nhật Bản. Và Chí Thuận tin chắc là đến với các tòa tháp của Sapporo thì quý anh chị có thể tự do lựa chọn sản phẩm phù hợp với phong cách sống. Nếu yêu thiên nhiên, thích sự yên tĩnh, quý anh chị có thể chọn căn hộ hướng biển hoặc là công viên với rất nhiều cây xanh. Còn nếu muốn tận hưởng không khí sôi động, có thể chọn căn hộ hướng quảng trường, hướng phố để hòa bình cùng với không khí nhộn nhịp của dự án. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị hãy cùng với Chí Thuận chiêm ngưỡng cận cảnh các tiện ích của dự án nhé.
Thưa quý anh chị, đây chỉ mới là sa bàn mô phỏng Takashi Ocean Street thôi. Và tin chắc là khi dự án được xây dựng hoàn thiện thì khu đô thị này sẽ là ngôi sao tỏa sáng nhất tại bán đảo Phương Mai. Các căn hộ ven biển được sở hữu lâu dài là một điều hiếm có của các dự án bất động sản ven biển hiện nay, cũng đủ để cho thấy sức hút đặc biệt của dự án này. Thế nên quý anh chị đừng chần chờ lâu để đưa ra quyết định đúng đắn cho mình nhé. Hiện tập đoàn Danh Khôi đang đưa ra chính sách giá bán rất hấp dẫn. Và Chí Thuận cũng xin chúc cho quý vị nhanh chóng sở hữu ngay căn hộ có vị trí đẹp tại Takashi Ocean Street Kỳ Co. Đến đây thì xin được nói lời chào tạm biệt. Chí Thuận xin chúc cho quý anh chị sẽ có thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống.